Thế bây giờ có muốn biết cách để làm sao mình phát triển yoga tại Cà Mau một cách gọi là mạnh mẽ hơn, chuyên nghiệp hơn không? Dạ, rất muốn biết. Sẽ tiếp luôn các bạn nhé. Thì bây giờ ở Cà Mau thì khi mình tra Google Map thì cái vùng đất đấy nó có một số cái ưu và nhược điểm. Cái ưu điểm ấy là cái vùng đất nó, cái đường nó cách xa nên gần như nó không có những cái dân cư mới đến. Thế thì không có dân cư mới nghĩa là ví dụ như Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng thì có rất nhiều người đến đúng không? Nó là cái điểm trung chuyển của cả nước. Nhưng mà Cà Mau thì là không phải điểm trung chuyển. Vậy thì cái lợi thế là sẽ rất ít có những người giỏi ở thành phố khác họ di chuyển về đây. Nên là chỉ có người bản địa thôi, đúng không? Ví dụ mình đang ở Hải Phòng, bây giờ mình bảo bay vào Cà Mau khởi nghiệp thì nó cứ kiểu kiểu gì, thà mình lên Hà Nội sẽ có nhiều cơ hội hơn, đúng không? Hoặc các bạn đang phát triển Hà Nội, bây giờ lại tự từ Hà Nội hoặc là Sài Gòn mà đi về Cà Mau khởi nghiệp thì không có. Thậm chí các bạn Ấn Độ đến cái khu vực của bạn đã là hiếm rồi, đúng không? Thì đấy là cái lợi thế là không có nhiều người giỏi, đúng không? Thì cái tuyệt vời điều đấy. Cái tiếp theo ấy là cái khu vực dân cư họ co lại một chỗ, mỗi cái trung tâm Cà Mau thôi, lại thì mình dễ dàng cho việc phát triển. Đấy. Tất nhiên thì họ cũng phân tán ra với diện tích nông thôn rất là rộng. Nhưng mà cái co lại thì mật độ dân cư đông nhất là khu vực cậu em rồi đấy. Dạ đúng rồi. Đúng không? Thì nhưng mà cái nhược điểm là học viên ở đấy lại không tăng. Chỉ là người khu vực của mình thôi. Dạ, chính xác. Khu vực của mình thôi. Vậy thì khi mà mình phát triển thì sẽ có ba cái quy trình. Quy trình một là những cái hoạt động, tất nhiên em phải học tốt về chuyên môn rồi nhá. Cái chuyên môn mình phải nâng cấp. Thì cũng chú ý là các bạn đừng quá cầu toàn về chuyên môn, tại vì không ai sinh ra là hoàn hảo cả, chúng ta sẽ bổ sung dần và 5 tháng chúng ta tìm ra những cái thế mạnh của mình. Thế mạnh về trị liệu, thế mạnh về giảm cân, đấy là cái thế mạnh của mình, mình sẽ bổ sung dần. Nhưng học tập là trọn đời mà, đúng không? Mình sẽ tìm những người thầy mới để bổ sung, đấy là chuyện phải có, được chưa? Đấy, thế thì nhưng mà có khi mà bạn phát triển phòng tập thì bạn phải tách ra. Việc bạn dạy giỏi và việc mở phòng tập là hai phạm trù khác nhau. Việc bạn dạy thì bạn tiếp tục phải học thêm chuyên môn và cách chăm sóc, nhưng việc quản lý phát triển phòng tập, nó là kinh doanh phòng tập thì nó phải là cái hoạt động riêng. Thì thứ nhất là các hoạt động về marketing để làm sao họ biết đến cái trung tâm Om Yoga của mình. Thì cái marketing không nghĩa là cứ phải show bồ thật nhiều người biết đến, mà họ có cái ấn tượng thú vị với phòng tập của mình thì thông qua hoạt động marketing để nhiều người biết đến mình. Và cái thứ hai là do là không có nhiều học viên mới từ xa đến, đúng không? Nên là nếu mà mình làm hỏng thì tiếng xấu nó đồn rất nhanh. Đúng không? cái lợi thế là không có người khác đến thì nghĩa là tiếng lành đồn cũng nhanh mà tiếng xấu đồn cũng nhanh. Thế nếu mà mình làm hỏng thì sẽ ảnh hưởng rất là mạnh. Và cái thứ ba là cái hoạt động để làm sao bạn định vị được cái chất lượng cao của phòng tập bạn. Vậy thì cái chiến lược số 1 là các hoạt động về marketing thì khu vực đấy thì ngây nhi cứ phủ về tờ rơi. Nhưng mà thường ấy mọi người hay có thói quen là khai trương lần đầu thì mình phát tờ rơi thì em lên phát theo liên tục. Cứ một tháng mình lại đi phát một lần. Tại khu vực đấy vẫn phù hợp để phát tờ rơi nhá. Tại khu thành phố Sài Gòn, Hà Nội thì phát chả có tác dụng gì cả. Đúng không? Người ta không cầm luôn. Nhưng mà ở khu vực đấy thì người ta lại rất là vẫn áp dụng được. Thì chú ý là khi phát tờ rơi thì nên mình đi cho nó vui. Vì mình không cần phát mang tính chất là phát cho nó thành phát giác ở đường. Mình chầm vài tờ thôi. Mình đến khu vực cái trực tiếp mình là người tư vấn thì nó sẽ tình cảm hơn. Đừng lo lắng về việc là mình đi phát tờ rơi thì nó sẽ xấu hình ảnh của mình, đúng không? Chính mình đi mình chăm sóc nó sẽ hiệu quả hơn thay vì nhờ một số bạn ấy phát xong rồi bẩn cả con đường ra thì không nên. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng băng rôn thì khu vực đấy vẫn phù hợp, thì có thể nhờ học viên của mình, các bức tường học viên của mình thì cũng mỗi tháng em tăng cường lên, ví dụ em có 100 học viên thì em phải trung bình khi một người kinh doanh phòng tập ấy họ phải trích ra tầm tối thiểu từ 5-10%. Đừng có tham quá, không cầm hết tiền mình tiêu nhá. Không được tham như vậy, mà mình phải có khoản ngân sách chi ra từng khoản, tất nhiên là cấp độ cao hơn. Hồi trước đôi khi mình chỉ có lương khoảng tầm 30 triệu ở phòng tập thôi, nhưng mình sẵn sàng dành ra tầm 5% một tháng để mình cho cái hoạt động đấy thì mình sẽ không tiếc. Nên là cứ coi như là đầu tư liên tục. Đấy. Thì cứ coi như là một tháng mình sẽ đầu tư thêm hai cái băng rôn. Cái băng rôn áp tích, xong rồi mình để ở đâu đó, từ chợ để ở phường xã thì hình dung là một năm mình sẽ có 20 cái. Thì mình sẽ không tốn tiền trong việc là phủ 20 cái, rất là tốn, không? Mà cứ mỗi tháng đều đặn mình lại treo thêm. Thì gọi là chiến lược này nó cứ lở dần thôi. Ám ảnh luôn, cứ đi ra đường lại nhìn thấy băng rôn cô nhi yoga, đến cổng trường lại nhìn cô nhi, đến siêu thị nhìn cô nhi, thì một năm cứ cho là 3 năm thì em có 60 cái, thì nó đi rất là chắc, đúng không? Thì đấy là chiến lược về băng rôn. Cái tiếp theo là cái hoạt động marketing thú vị nữa, ở khu vực nông thôn thì người ta rất thích, người ta thiếu các cái dịch vụ về chăm sóc, thì em nên kết hợp với những cái cơ quan để có hoạt động chung địa phương. Có hoạt động địa phương, ví dụ như là mình có các hoạt động mà dành cho hội phụ nữ, mình liên kết các hội phụ nữ và nhắn tin cho họ là
có thể có những cái lớp học hoặc là cái đặc cách dành riêng nếu mà họ là thuộc người cao tuổi, hội phụ nữ, thì khi đến phòng tập của mình họ có thể hội viên của hội phụ nữ thì họ được cái quyền ưu đãi nào đó. Đó, hoặc là dành riêng những cái vé để cho anh chị chủ tịch của hội phụ nữ được trải nghiệm yoga. Đó, thì sau đó thì em sẽ liên kết với những cái loa đài địa phương. Ở đây có loa đài không? Dạ có. Thì mình có thể nhờ phía loa đài để họ quảng bá. Tất nhiên họ có thể quảng bá là thông báo lớp cô nhi tuyển sinh được, nhưng mà họ giúp mình phổ biến yoga đến mọi người hơn. Dạ. Đúng không? Họ có thể hàng buổi chiều họ phát, họ thông báo là yoga rất tốt cho sức khỏe, mọi người lên phổ biến nhiều hơn. Dạ. Thì đấy thì thông qua loa đài thì nó phủ rất là nhanh. Đấy, đó là hoạt động rất là nhanh. Thì đấy là phần marketing, cũng chẳng cần phải online đâu. Zoom online cũng được, đúng không? Ở YouTube cũng được, nhưng mà cái khu vực đấy thì offline là hiệu quả hơn. Dạ, đúng. Còn cái nữa vừa kiểm tra thì trên cái Google Map ấy, trên Google Map thì ở địa phương em không ai làm cả. Dạ. Người cao nhất thì có 17 cái đánh giá trên Google Map. Bây giờ chúng ta đi đâu chúng ta đều bấm Google Map hết, đúng không? Dạ. Thế thì khi em đặt cấu trúc là ở trung tâm yoga Om rồi, đúng không? Dạ. Yoga tại Cà Mau. Đấy thì khi họ tìm kiếm yoga tại Cà Mau thì ra hết em. Thì em đỡ mất công phải làm website các thứ tốn kém ra. Thì 150 học viên thì cố gắng về làm thế nào để có 100 cái đánh giá. Dạ. Nhá, xin học viên họ đánh giá, chụp ảnh cái phòng tập của mình. Đúng không? Bây giờ mình đi uống cà phê thì mọi người phải đi xem quán cà phê không? Dạ đúng. Bấm xem thử, đi xem khách sạn thì xem khách sạn này có đẹp không, đúng không? Người ta đánh giá thì thế thì cái đánh giá của học viên nó sẽ ở đấy vĩnh viễn. Nó là một cái tài sản đánh giá vĩnh viễn, và cứ mỗi năm thôi qua lại tích lũy lên. Thì khu vực của em bây giờ người đứng đầu là 17. Thì bây giờ 100 làm dễ không? Dễ dàng đúng không? Thì đấy thông qua hoạt động đấy thôi. Còn tiếp theo là phần từ học viên họ lan tỏa ra cũng là một cách. Mình có thể cho một học viên một cái vài ưu đãi. Cái này cũng rất là hay. Đó là họ rủ thêm một người thì họ được cộng một tháng. Họ được cộng nửa tháng. Đúng không? Tại vì nhà thì vẫn nhà em mà, đúng không? Dạ, chi đúng phí rồi. Mặt bằng nó không tốn quá nhiều. Thì chơi lớn đi. Thế thì cứ một người họ dẫn thêm 10 người. Thì là họ được cái... Thì mình đừng nói là chị dẫn người này đến thì chị được một cái thẻ tập. Mà hãy cho họ cái ý nghĩa của việc là rủ thêm một người đến. Cái tính nhân văn của cái việc là bạn khỏe rồi, bạn chia sẻ cái điều vui này cho những người khác. Thì là phải có một cái chương trình gọi là chương trình yoga, tình yêu yoga, hoặc là sự lan tỏa, nghĩa là nó có một cái tên gọi của cái chương trình giới thiệu đấy. Yeah. Và sau đó thì mình in ra, mình đưa cho các học viên và phổ biến. Tất nhiên thì họ rủ một người thì chỉ tính cái người đấy nhá, chứ không thể nào cái người đấy cộng người kia lại dồn lại thành thì thành đa cấp bất. Nó chỉ giới tính và giới thiệu một lần thôi. Yeah. Ok, cái đấy là cái đó rất là hay. Cái đấy thì em phụ. Yeah. Em phải có một cái tờ em hướng dẫn, cái tờ em đưa cho học viên là đây là một chương trình, gọi là chương trình giới thiệu hoặc là chương trình lan tỏa yoga, hành trình lan tỏa yoga đi. Yeah. Tên gọi là hành trình lan tỏa. Hành trình này được cái gì? Học viên khi rủ thêm một học viên đến thì sẽ được cộng vào thẻ của mình. Bao nhiêu phần trăm tùy em, số buổi phần trăm. Yeah. Đấy. Và cái người học được giới thiệu đến bởi một học viên của em cũng sẽ có cái quyền ưu đãi riêng. Nhá. Cái người giới thiệu cũng có mà người được giới thiệu cũng có. Yeah. Đấy, thì cả hai nó sẽ có được cộng hưởng. Hoặc là em hy sinh một tháng đi, cái người đầu tiên đến thì tặng họ luôn cái thảm, đằng nào họ cũng thiếu thảm. Yeah. Đấy, nếu mà phòng tập mình có sẵn không? Có sẵn ạ. Có sẵn thì thôi, không có thảm nữa, cái khăn thôi. Yeah. Có cái áo gì đó, tùy mình. Thì mình. Và trong cái tờ đấy thì em hướng dẫn họ là cách giới thiệu, cách nói. Ví dụ như họ phải nói đúng chính xác, chứ không thì họ tam sao thất bản. Yeah. À, ví dụ họ gặp là quy trình 1, hướng dẫn họ là nếu chị gặp một cái người mà bị đau xương khớp thì phải nói như thế này. Yeah. Lớp cô nhi có những lớp học như thế này, thầy giáo sẽ chăm sóc như thế này. Có cả phần xử lý từ chối nữa, nếu mà người ta bảo là chị cao tuổi lắm chị không tập được thì nói như thế nào. Nghĩa là dạy, hướng dẫn cái người học viên của mình cách tuyển sinh, cách tư vấn giúp mình, chứ không họ không có văn họ lại nói sai lệch sự thật thì sao. Dạ, đúng, đúng không? Thế thì mình có thể làm một chương trình gọi là ngắn thôi, 10 phút mình đưa tới cho họ, xong mình giới thiệu hướng dẫn họ, thì cái chương trình này chắc thì nhanh lắm đấy, chật vòng mất. Đấy gọi là phổ nhá. Và fan chương trình thứ hai là giữ. Thì em cần phải nâng cấp dịch vụ lên. Thế thì chú ý, cái dịch vụ thì thường mọi người nghĩ là cái bài tập. Cái phần thứ hai, phần một là marketing, đúng không? Phần hai là họ ở lại mình lâu dài, nghĩa là chất lượng. Tại vì nếu em làm hỏng chất lượng thì người ta sẽ bỏ đi. Nhưng chú ý, cái chất lượng nó không thể là một phát, giống như bây giờ mà đưa cho em một cái siêu xe thì em không thể dùng được. Nghĩa là cái chất lượng nó phải phù hợp với học viên của mình. Phù hợp với kinh tế, phù hợp với điều kiện của họ từng thời điểm. Đấy. Thì khi mình nâng cấp dịch vụ, nó phải nâng cấp dịch vụ phù hợp với người đấy. Em làm, em mang cố thứ lúc quá xịn về người ta không dùng. Đúng không? Đúng. Đấy thì chú ý là chúng ta mong muốn tốt lên, nhưng tốt với người đấy thôi. Để nâng cấp từ từ. Thế thì trong cái phần dịch vụ thì ở vai trò phòng tập em tạo ra những cái trải nghiệm cho họ. Ví dụ nhá, họ tập ngày nào cũng sửa rồi,
những cái trải nghiệm giống như em có mặt ở đây để tham gia chương trình đi thi đấu yoga đúng không? Dạ đúng. Thế thì cũng là một khóa đào tạo nhưng em được tham gia thi đấu. Thi đấu em được vừa du lịch, em gặp gỡ nhiều người bạn hơn và đưa mình vào một cái thử thách mới. Thì đấy là cái trải nghiệm. Đúng không? Tất nhiên bí mật là tháng sau còn giải thi đấu rủ mọi người đi siêu du thuyền tại Hạ Long nữa cơ. Bật mí sau. Đấy, thì phải chú ý cái từ khóa là trải nghiệm của người dùng. Cái trải nghiệm nghĩa là phải mang lọ cái dấu ấn về cảm xúc. Thì có thể là trải nghiệm nhỏ có thể chụp ảnh cho họ. Trải nghiệm lớn hơn có thể là một hoạt động cuộc thi trong phòng tập. Trải nghiệm lớn hơn thi có thể nhiều yếu tố, thi giảm cân, thi gì đó chẳng hạn. Trải nghiệm có thể là cùng nhau hòa mình một chuyến du lịch picnic. Vừa tập yoga vừa nghỉ dưỡng trong vòng 1-2 ngày. Thì đấy là những cái trải nghiệm. Trải nghiệm là cái cảm giác khi họ đến phòng tập họ được đối xử như thế nào. Đấy, thì cái việc mà tạo ra giải trải nghiệm thì cái người mà tạo ra trải nghiệm thì bản thân mình phải đi sử dụng các trải nghiệm. Ví dụ, đây là một cái trải nghiệm. Đúng không? Đôi khi cái hộp này chỉ xinh xinh thôi. Nhưng mà từ cái dòng chữ là để tâm và thân mạnh mẽ, nó cũng tạo chúng ta một cái khoảnh khắc. Hay từ cái vòng trên tay em chữ là liên tục tiến lên. Thì mỗi khi mình cảm thấy yếu đuối, mình nhìn cái vòng đấy, mình nhấn cái câu là liên tục tiến lên, mình là một huấn luyện viên. Thì đấy là những cái trải nghiệm. Hay kể cả trong hộp nó bức thư. Có những cái truyền cảm hứng cái bức thư trong thư tay chẳng hạn, cái thư là cái câu tuyên bố của huấn luyện viên. Thì tất cả cái điều này đều mong muốn tạo ra trải nghiệm từ cái màu của cái này. Nó phải có ý nghĩa. Đó, thì cái trải nghiệm ấy họ mới in dấu lại. Tại vì cuộc sống chúng ta có thể là ăn nó hết, tập thì ngày mai nó sẽ giống nhau. Và lâu dần người ta sẽ quên. Nhưng mà cái khoảnh khắc nào đó khi đến phòng tập, được tập cùng con cái, tập cùng bố mẹ, hoặc là em hướng dẫn cho họ nhiều hơn ngoài việc dạy yoga, dạy cho họ về cách ăn uống, dạy cho họ về cách chăm sóc gia đình chẳng hạn. Có nhiều cái chương trình hội thảo hàng tuần để cho học viên được hướng dẫn cho họ cách ăn uống làm sao để phòng chống huyết áp tim mạch. Rất nhiều ra. Thì để có điều đấy thì em phải đi sử dụng thật nhiều dịch vụ. Giống như cái hộp này là mình đi khách sạn 5 sao. Bức thư ấy, khi mình đến khách sạn, mình đến khách sạn các bạn ạ, thì trên giường người ta để là chào mừng ông Đặng Kim Ba cùng gia đình đến khách sạn. Và có chữ ký của giám đốc khách sạn. Xong mình bật TV lên nhìn dòng chữ luôn, chào mừng Đặng Kim Ba trên TV của khách sạn. Đó. Và khi mình bước đến khách sạn thì mình đến sớm. Và nhân viên bảo là ok, chúng em sắp xếp phòng sớm cho anh, ưu tiên. Và trong lúc chờ đợi thì anh ra một khu vực riêng để mời ăn trưa. Thì tất nhiên cái trải nghiệm ấy bạn cần phải sử dụng nhiều dịch vụ cao cấp hơn. Đúng không? Hay giống như một số huấn luyện viên thì nếu mà ở xa mà kiểu lúng túng thì khi đến Hải Phòng thì mình sẽ trực tiếp mình ra sân bay mình đón các bạn ấy về đây. Hoặc là văn phòng của mình là có nơi ăn uống cho các bạn ấy. Các huấn luyện viên đến thì sẽ có một cô nấu cơm để chúng ta hòa mình. Thì tất cả điều đấy để mang đến cho bạn trải nghiệm. Còn lần trước là không đi Sapa đúng không? Đi leo đỉnh Phan Xipang chẳng hạn ấy, thì cũng là đào tạo huấn luyện viên nhưng mà cho các bạn thử thách bản thân mình để lấy tấm huy chương. Thì cái khoảnh khắc ấy họ sẽ nhớ mãi, cùng gia đình, cùng đồng đội trèo đèo nội xuống trong vất vả. Thì cái đấy là từ khóa để tạo ra một dịch vụ là trải nghiệm. Trải nghiệm khách hàng nhá. Thì có thể đọc thêm nhiều quyển sách và bản thân mình là người yêu thích trải nghiệm thì mình mới tạo được trải nghiệm. Nhá. Toàn bộ điều này không liên quan đến cái bài dạy. Cái giáo trình dạy là cái nhiệm vụ của ông huấn luyện viên. Còn đây là em là chủ phòng thì em phải nghĩ ra những cái trải nghiệm. Đón không gian mùi vị của phòng tập để làm cho họ có cái sự thú vị hơn. Và cái thứ ba cuối cùng để định vị tại định vị thì định vị của một thương hiệu là phải cao cấp. Cao cấp dần lên. Dĩ nhiên quá trình khi mà bạn sử dụng một cái phòng nó quá cao cấp thì những người mà có điều kiện yếu hơn có thể họ sẽ cảm thấy rất là không dám đến. Thì nếu mà khu vực đấy thì khi phòng kia ok rồi thì em muốn dịch vụ cao cấp hơn thì cái phòng thứ hai có thể nó là phải phòng tách biệt. Nó là hai phân khúc khác nhau. Dạ. Đúng không ạ? Cái phân khúc ấy, hiểu phân khúc không? Dạ. Cái phân khúc cũng nhà, người ta cũng phân khúc nhà cho cặp vợ chồng mới cưới 2 tỷ, 3 tỷ đúng không? Cái xe nó có nhiều phân khúc với giá thành khác nhau. Thì để tạo ra trải nghiệm thì cái phân khúc cao sẽ có trải nghiệm mạnh hơn. Với quyền ưu ái, sự chăm sóc riêng chẳng hạn. Đến thì có thể là có thảm riêng được lau sẵn hoặc có huấn luyện viên chăm sóc riêng, có thực đơn riêng chẳng hạn ấy, có cốc trà riêng chẳng hạn đúng không? Em có đi spa bao giờ không? Đúng không? Thế thì có trà riêng, có sự đặc cách riêng, có vị trí riêng chẳng hạn. Đấy là cái xu hướng. Thì khi mà mình, nếu mà trộn nó vào cái phòng cũ thì nó khó. Nhưng mà mình tách ra thành phòng mới. Thì cái việc định vị ở Cà Mau là định vị là ai là người tạo ra những dịch vụ cao cấp mạnh nhất. Và tất nhiên nó đi kèm với việc là phí cao nhất. Thì hai cái phòng này nó không được gần nhau. Nghĩa là không được khoảng cách giá. Bên này 300 thì thậm chí bên kia phải tầm 1 triệu. Có cách hoàn toàn luôn. Tách biệt, hồi trước là mình làm như vậy. Phòng bên kia là dục vụ các bác, bà con, giá chỉ có 200 nghìn thôi. Phòng bên này 1 triệu. Mà đấy là những năm của năm 2012, 2013 ấy. Phí cao như vậy. Nhưng mà mình khi mà mình có nguồn lực mà lớn hơn
từ cái lát lền các thứ nó được đầu tư một cách mạnh mẽ hơn. Yeah. Và khi em đã định vị là cao cấp rồi thì mới giữ vững được nhá. Tại vì cái nguồn lực đấy nó sẽ tạo cho chúng ta kinh tế nhiều hơn và chúng ta sẽ chăm sóc ngược lại học viên nhiều hơn. Yeah. Nhá. Và thứ hai là chúng ta tách ra để không tạo sự tổn thương. Tổn thương chứ, đúng không? Ví dụ nha, bên này dịch vụ cao cấp, em có thể cho họ đi Phú Quốc với khách sạn 5 sao, tập yoga ở bãi biển. Nhưng bên này bà con bình dân thì chúng ta chỉ đơn giản đi vãn cảnh chùa và tập yoga thôi. Yeah. Mọi người đều hài lòng. Chứ nếu mà bên này mà em cho đi Phú Quốc thì học viên lại không, học viên này không có đủ nguồn lực. Mà học viên kia mà đi cảnh chùa, họ cứ nghĩa là đi cái bình thường ấy thì họ lại cảm thấy không sướng, họ quen sử dụng cao cấp rồi. Yeah. Bên kia có thể có bãi ô tô, đúng không? Đó, đó là ví dụ. Vậy thì có 3 cái tách ra. Marketing để thu hút mọi người để biết đến mình nhá. Và cứ cấp ngân sách từ từ. Cái thứ hai là liên tục nâng cấp trải nghiệm của học viên lên để làm sao họ hạnh phúc khi đến chúng ta. Thì cứ tùy vào cái tiêu chuẩn của em. Như để tâm và thân mạnh mẽ thì từ mạnh mẽ nó thể hiện cái dịch vụ của mình. Luôn luôn mình thúc đẩy các bạn phải mạnh lên, tiến lên từ cái vòng nó liên tục tiến lên, từ cái màu đỏ nó thể hiện sự năng lượng cao. Vì mình thích sự năng lượng, mình đẩy mọi người lên. Mình đào tạo mà mình nhẹ nhàng thì không chơi được, kiểu gì bắt là thầy giáo, đúng không? Thì đấy là cái tiêu chuẩn mình dựa vào cảm xúc, là cứ khi nào nhớ đến Kim Ba là họ nhớ đến một con người, một phẩm chất mạnh mẽ. Và dịch vụ của tôi thì thiên hướng về chinh phục, sự chinh phục, sự tiến lên mỗi ngày, đúng không? Còn em mang lại học viên của em từ khóa gì đấy là tùy em. Có thể là sự bình an, cứ nhìn em thấy sự bình an, cứ nhìn em cảm thấy sự yên tâm, đúng không? Yeah. Ok không? Yeah, okay. Quá đủ đúng không? Lại chưa? Quá tuyệt vời. Ok, yeah. Thì đó là chiến lược để phát triển tại Cà Mau. Nhưng với bất cứ chúng ta, khi mình trở thành huấn luyện viên thì bạn nhớ tách ra. Bạn là huấn luyện viên thì học tốt về chuyên môn, phát triển con người mình tốt hơn. Nhưng nếu bạn mở phòng thì phải tìm hiểu về ba cái yếu tố vừa rồi. Nếu không có mà chúng ta trộn lẫn lại thì rất là nguy hiểm. Và đó là lý do nhiều người dù rất là nỗ lực chăm chỉ nhưng họ không thể phát triển được. Vì họ gộp hai cái này vào một. Không biết mình là chủ phòng hay mình là huấn luyện viên nữa. Yeah. Nó không thể tăng trưởng phát triển được. Và nhớ rằng nông thôn sẽ là nơi phát triển cực kỳ mạnh, là cơ hội cho các bạn. Còn nếu các bạn không phát triển thì thật là lãng phí. Hy vọng điều này sẽ giúp ích các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong nội dung tiếp theo và chúc cho Lê Nhi ngày càng phát triển nhiều hơn. Dạ, cảm ơn thầy ạ.